Ba giám khảo mà Khoa rất là hâm mộ, rất là ngưỡng mộ. Như chú Chí Tài thì trong nghề mình rất là thần tượng. Ngày xưa mà ở chưa Khoa chưa đi làm nghề, coi chú thì ước một lần được nhìn thấy chú thôi, mà hôm nay không ngờ thì được dẫn chương trình, trong một chương trình có chú nữa. Còn chị Minh Tuyết cũng như là anh Ngọc Sơn thì không chỉ Khoa mà hầu như tất cả mọi người thì ai cũng đều yêu mến, ai cũng đều nói chung là thần tượng cái giọng hát của hai anh chị, đặc biệt là bồ Khoa nhà, đặc biệt là thần tượng ca sĩ Minh Tuyết, và chắc là xíu cũng chạy lên đây để gặp chị á. Chị Ngân thì Khoa có đi chung phim với chị Ngân rồi, thời mới vào nghề có đi chung phim với chị rồi, cho nên là hai chị em rất là quen, cũng đã diễn chung với nhau rồi, nên là cũng rất là dễ. Và đặc biệt là khi mà làm MC này thì chị Ngân là có kinh nghiệm rồi, cho nên là khi mà Khoa thì rất cần một người nữ MC có kinh nghiệm như vậy, bởi vì là chị giúp cho mình những cái chỗ nào mà mình có thể mình bí từ, có chỗ nào mà mình bị giống như là cái không khí nó giống như chị, từng cái cử chỉ hành động rồi đi đứng nói làm sao cho nó ra dáng của người MC. Chung là hy vọng là hai chị em có một sự kết hợp mới lạ, cũng là mang tới sự thú vị cho quý vị khán giả bây giờ cũng đang rất là háo hức để lên dẫn xem nó như thế nào đây. Rồi sao nữa, làm thế nào nữa? Rồi cho em đủ rồi nha. Khoa đứng ở đây xin được mời tất cả quý vị khán giả cùng đón xem chương trình Ẩn Số Hoàn Hảo được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.